Chào các bác nhé, thì hôm nay chuyên này giới thiệu cho các bác một cái sản phẩm, đó là cái BT50 Moring Japan, hàng nội địa nhé, đó, Nhật bãi, bao xài, thanh chính lớn, đường kính là 115mm, cái cục này. Kính của phi này, kính đường kính tròn, lỗ thì cốt 22, lỗ cốt 22 nhé. BT50 SKKS. Nó zin cho anh em. Tăng chỉnh bằng ốc dung sai là 0.01 DV. 1 DV bằng 0.01 mm phi trên phi. Cái này còn chưa khui. Hai cây tay ngang. Các bác cần thì liên hệ 0989821011. Cuối năm rồi, ai mua thì ủng hộ em. Em để giá tốt cho nhé. Ngoài mặt hàng này ra thì còn rất là nhiều các cái mặt hàng khác, thì anh em quan tâm thì liên hệ số điện thoại 0989821011. Cái thùng này thì em bỏ vào rồi, nó không phải thùng của nó nhé. Thùng này có nít ken khác C32. Trong cái áo mình lấy cái này bỏ vào là ok cho anh em. Các bác quan tâm thì ủng hộ. Rồi, xin chào anh em đã. Được rồi, anh em chưa đăng ký xem được thì đăng ký. Có video mới em sẽ úp lên cho, để anh em không bỏ lỡ được video quan trọng nhé. Rồi, xin chào.